Rồi chào tất cả anh chị nha. Bảo test sản phẩm pin chọt Asake vừa mới về hàng nha. Bảo thấy khá mạnh luôn. Rồi nào là bắn vít này. Anh chị nào á bắn vít tôn sắc y nha. Máy thì sẽ có cấp trượt anh chị nha. Mình chỉnh gia giảm theo ý. Nhẹ nhàng lắm. Khá ngọt nha. Anh chị thấy là sắc y lên đến là 4 ly được nha. Rồi bảo test thử bắn gỗ đi nha. Nhẹ nhàng nha. Bảo thấy khá khỏe nha. Pin chọt 18V. Đơn giản cực kỳ. Chào anh chị. Thì vừa rồi á, anh chị cũng thấy bảo demo thử mẫu khoan pin chọt chính hãng Asake này nha. Đó, máy này á thì bảo thấy đề 3 với lại là test thực tế á, khá khỏe nha. Rồi anh chị nào á mà thích hợp là nhu cầu này bắn vít lợp tôn làm tầng nhà, máy này bắn là bao bóc đứng nha. Hai chức năng, đầu 10mm. Đó, máy này thì bảo sẽ khui ra. Trước tiên là mức giá thì bảo đánh giá khá tốt luôn. Rồi mình sẽ khui thùng mới nha. Bên trong sẽ bao gồm những gì? Đầu tiên á là bảo thấy thùng này khá chắc chắn luôn. Thương hiệu Asake thì cũng về hàng rất là lâu. Thì hôm nay bảo thấy có giá tốt, bảo mới làm nha. Anh chị mình có thể tham khảo hàng này. Đó, một quả pin này thì anh chị có thể là bắn hơn cả 100 con vít bắn tôn nha. Nên là mình làm công trình yên tâm lắm. Đó, bên trong thì bảo thấy là có một phiếu bảo hành nè. Một sách hướng dẫn về nhông số nha. Rồi thiết kế thì máy pin chọt này á sẽ là hai quả pin 18V nha. Đó, bảo nhìn là pin mẫu mới anh chị à. Rồi một cục sạc để anh chị mình xài. Mà điểm tốt nhất bảo thấy á là thùng rất là cứng luôn. Thùng cực kỳ cứng nha. Rồi bảo vào giới thiệu chi tiết máy một tí xíu nha. Đầu tiên á là bảo thấy là motor brushless không chổi thang này, giúp tiết kiệm pin hơn cũng như là độ bền về motor. Rồi máy sẽ có báo pin luôn ở bên hông. Phía trước đèn rất là sáng. Đầu á thì anh chị mình á sẽ chỉnh được cấp số chậm nha, cấp số nhanh. Và điểm đặc biệt của Asake này so với những thương hiệu bảo bán thì cái đầu rất là chuẩn nha. Đó, con nào cũng thế luôn. Anh chị nhìn á, đầu đều tăm tắp, khá là chuẩn luôn. Bảo lấy ngẫu nhiên nha. Đó, siêu chuẩn. Đó, để anh chị mình bắn vít nó sẽ tối ưu hơn, chính xác cao hơn. Rồi máy sẽ đi kèm á là 23 cấp độ trượt nha. Đầu 10mm, lực là 38N nha. Máy này á thì anh chị mình á tua rất là nhanh. Nếu mà anh chị nào á tới cửa hàng có thể xem tua máy 1800 vòng đầu 10mm nha. Rồi với mức giá hàng mới về 680.000 thì bảo thấy tương đối tốt nha. Bảo hành toàn bộ pin sạc cũng như là thân máy là 6 tháng. Thì anh chị nào á thích một mẫu pin chọt, một quả pin như này bắn được hơn 100 con vít, có thể chọn mua hàng Asake. Mức giá vừa tốt này, hợp lý để anh chị mình làm công trình cũng như là vặn vít ở gia đình. Motor từ á thì nó sẽ tiết kiệm pin hơn nha. Rồi muốn đặt hàng hoặc là test thử có thể tới cửa hàng nha. Rồi bây giờ bảo xin kết thúc buổi review sản phẩm pin chọt Asake tại đây.